Xin chào mọi người, mình là Nara Nguyễn. Rất vui khi được gặp lại mọi người và chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình. Thì hiện tại mình đang có một đôi giày khá là thú vị nên là mình muốn giới thiệu các bạn, nên là các bạn hãy xem trước cái phần intro cái đã ha. Let's go. Và chúng ta lại gặp nhau sau một khoảng thời gian mà mình không có video nữa. Mấy nay thì đang lu bu số việc nên là mình ít có những cái video mới. Vừa rồi thì có up cho các bạn một vài cái video nói về size chạc cũng như là size GS cũng như là những cái loại da, để các bạn có thể có được những cái kiến thức để các bạn có thể khi mà các bạn lựa những sản phẩm nó tốt hơn. Nhưng mà giờ nói nay kỳ nhiều quá thì các bạn sẽ rất là khó. Mình cũng sẽ nói về vấn đề về size chạc nữa, nhưng mà mình sẽ nói về của Adidas ha. Ở đây thì mình đang có một đôi giày. Cái này thì bây giờ đến tận bây giờ mình vẫn chưa biết nên kêu nó là giày hay dép nữa. Đây là một đôi Yeezy Farm Runner, trong những dòng giày làm nên một cuộc cách mạng mới của Yeezy. Đó. Rồi, thì các bạn sẽ cảm thấy hụt hẫng một tí, bởi vì Yeezy Farm Runner được làm tất cả nhưng mà có cái bóc là không bao giờ được làm. Có nghĩa là họ dùng cái loại giấy cạc tông mỏng, cái chất giấy rất là mỏng, và khi các bạn nhìn vào các bạn sẽ thấy được nó giống như là mấy cái giấy bình thường á, hầu như là giống như giấy tái chế luôn. Các bạn hãy xem nè, đó, một cái hộp gọn xung quanh và sẽ không có ghi bất kỳ một cái gì ở trên đây cả, ngoại trừ ở đây là một cái sa chạc, một cái tem như thế này nè. Đó, nó khá là ít thông tin, và các bạn mở ra thì thông tin nằm ở trong. Nó sẽ có một cái chữ khoam, đó, nó giống như cái điện khoam vậy đó, thì có giấy bọc ha. Đây là phối màu Storm Steel, một trong những phối màu mới được Adidas phát hành hôm trước cách đây khoảng một tháng. Nó có một cái màu rất là đặc biệt, có nghĩa là nó cũng giống như màu xám xi măng nhưng mà nó hơi xanh xanh một tí. Thì nếu mà các bạn nào mà để ý á, thì các bạn có đi làm gốm không? Làm kiểu đi mà kiểu làm gốm như là làm mấy cái bình, mấy cái ly chơi rồi đó, thì cái loại đất mà các bạn lúc đầu để tạo hình á, thì cái màu nó y chang vậy đó, cũng là một cái màu xám, nó kiểu nó y chang vậy đó. Rồi thì đây gây cái màu xám này giống như là màu xám tro ấy, mà nó kiểu hơi pha màu trắng một tí. Những màu này thì do là họ tạo ra trên cái bảng size màu, mình cũng không biết nó nằm ở trong gram mấy, nhưng mà nhìn rất là đẹp, và họ đặt tên cho nó là Storm Sale, một trong những phối màu mới được Adidas phát hành. Được rồi, bây giờ thì mình sẽ nói là đây là một trong những thiết kế mà mang lại xu hướng mới cho Yeezy. Hầu như các bạn đã thấy là Yeezy dạo gần đây nó đã rất là thối chào, 350, 700 hầu như là đã không được rất nhiều người quan tâm. Bởi vì sao? Thứ nhất, giá thành rất cao, ngay từ cái giá hãng nó đã cao, và những cái mà mới mẻ nó đem lại là không có, và nó đang dựa vào những thứ cũ kỹ để nó sống. Cho nên khi mà ở thời điểm hiện tại nói về một đôi Yeezy, mọi người đang cảm thấy rất là chua, cảm thấy không còn gì để muốn mang một đôi Yeezy nữa. Đó là tâm trạng chung. Nhưng mà mình thấy thì mang nó vẫn đẹp, mà nó vẫn có boot, nó vẫn có một cái shape rất là lạ và nó rất là đặc biệt. Và nếu như cho mình hỏi là nếu như được chọn giữa những đôi giày hiện tại, thì mình vẫn có một cái gì đó dành tặng cho Yeezy cũng như Adidas, bởi vì nó cũng là một cái gì đó nó chiếm một phần trong nền văn hóa chúng ta, và nó có cái gì đó khá là hay, thú vị khi mà các bạn mang chân. Bây giờ quay lại nói về đôi này. Đôi này chúng ta sẽ có một cái form tổng thể là một cái form hình con cá. Các bạn thấy nè, đây cái đầu con cá và đây là cái đuôi con cá. Cái đôi này thì khi mà các bạn mang á, các bạn phải canh làm sao cho nó vừa ở đây có nghĩa là vừa phần đầu và phần gót, chứ không phải là mang vô cảm giác nó bị vừa hai bên, bởi vì form của đôi này khá là ép về hai bên. Nhưng mà được cái là nó là chất liệu foam nên là nó thoải mái lắm, các bạn đi rất là ok. Tổng thể thì chúng ta sẽ có một cái form hình con cá với những cái lỗ thoáng khí như thế này nè. Đó, thì ở đây nó phục vụ cho các bạn được hai câu chuyện. Thứ nhất là các bạn có thể mang vớ và các bạn đi như một đôi giày, kết hợp với những cái quần short và quần dài. Cái thứ hai là các bạn có thể mang nó như một đôi dép, cứ như thế này chọc chân mang rồi đi. Các bạn muốn đi đâu đi như một đôi dép cũng được, và nó là một đôi giày cũng được. Nó thay thế cho tất cả những đôi giày hiện tại bây giờ, là những ai mà đang cần một đôi giày êm, mềm, nhẹ, bỏ chân vào là đi, không cần phải lên dây, cũng không cần phải quá nhiều thứ cầu kỳ, thì đôi farm chính là một trong những đôi giày
nó mang lại một cuộc cách mạng mới cho giày dép của chúng ta. Trong những cái lần giới thiệu thì Kanye có nói là họ sẽ đưa xưởng về USA và sẽ sử dụng chất liệu là nó có trong thành phần tự nhiên giống như là tảo biển, và cuối cùng khi mà xuất xưởng á thì nó sẽ có những cái mã thuộc về USA hoặc là thuộc về China. Thì bên Adidas đã làm được, thì đôi này các bạn sẽ xem. Đôi này thì có Made in USA ha, và một số phối màu khác thì nó cũng có Made in China. Thì nói chung thì nhìn cũng như nhau thôi, do là cái Made in chỗ nào thôi. Còn nói về câu chuyện thì mình thấy là cả hai đều nó như nhau, và cái độ hoàn thiện đều như nhau ha. Cái phần mũi thì các bạn nào mà để ý á, phần mũi của đôi này á, nó sẽ khá là dày. Nó có một, khi mà các bạn muốn kiểm tra nó là đồ như thế nào á, các bạn phải sờ vào chất liệu nè, cái độ nhám nè, cái độ hoàn thiện của chất liệu nè, những cái đường rãnh nó có bị lỗi hay không. Rồi các bạn lưu ý là những cái chỗ như thế này, ví dụ như phần mũi nè, cái phần này nè, đó, nó sẽ nhô cao lên thế này và nó sẽ có những cái rãnh sọc sọc trên này là nhìn giống như là cái mũi, lỗ mũi con cá voi á, khi mà nó xịt miếng nước lên. Thì cái này các bạn sẽ sờ vào, các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái độ dày nhất định luôn, nó rất là dày. Nó dày ở đây không phải là nó dày theo kiểu là cái foam, mà là nó dày do cái chất liệu á, từ cái phần chỗ này nè, nó cái phần này nè, nó cái phần nguyên cái miếng này nè, nó sẽ dày, nó độn lên. Và khi các bạn mang á, thì chân các bạn nằm ở dưới và cái chỗ này nó sẽ bảo vệ được cái phần mũi chân các bạn. Lưu ý là đây là cái mũi chân nó kiểu nhọn ra, nên các bạn nào mang á thì các bạn canh, ví dụ sỏ chân vào nó vừa tới cái gót mà mang cảm thấy đi nó ok là được, nó hơi sụp sịch xíu cũng không sao. Bởi vì cái mũi nhọn thì chân chúng ta mà đụng sát quá thì các bạn đi nó ép vô đi khó chịu lắm. Và một phần nữa mình sẽ lưu ý các bạn là đây là đôi giày, nhưng mà size là size đôi dép, có nghĩa là size của nó sẽ là size chẵn 5, 6, 7, 8, 9, 10, và US và UK nó gộp chung. Giày thì nó sẽ là size US riêng và size UK riêng, nó có size lẻ ở giữa, ví dụ như 8, 8 rưỡi, 9, 9 rưỡi, 10, 10 rưỡi. Nhưng mà cái này thì nó chỉ có là 8, 9, 10 và hơn nữa, chứ nó không có size giữa. Nên là ví dụ như chân ai, ví dụ như đang size 9 thì các bạn chân 42, 42 rưỡi thì các bạn 43, các bạn nên lưu ý ở size 8 hoặc là size 9, mang dư thiếu chút xíu cũng không sao, miễn sao là đi thấy nó ok là được. Chứ không thể nào mà các bạn mang mà nó vừa hết, nó đều hết ha, thì cái đó thì rất là khó. Cái đôi này thì bên hông của nó sẽ có một cái phần cũng vừa, không có dày lắm, nhưng mà nó sẽ có những cái ba cái lỗ ở đây khá là đặc biệt ha, từ nhỏ tới lớn ha. Cái đường cắt ở trong cũng làm rất là gọn gàng, nó không có bị dư. Rồi ở bên này nó sẽ có cái mang giống như cái mang cá vậy đó, nó sẽ có những cái lỗ thoáng khí nhỏ nhỏ dài ở đây nè, đó, nó cấu tạo liền phần trên. Rồi bên mặt ngoài cũng vậy, mặt ngoài các bạn lưu ý là nó hơi ép vô chút xíu nha, nó ép vô khá là nhiều á, ví dụ như đây là cái hầm đúng không, thì nó sẽ nghiêng như thế này nè, rồi nó cũng sẽ có cái mang cá với những cái lỗ thoáng khí nè, nó cũng có ba cái lỗ lớn nè, đó, những cái lỗ này thì nó uốn lượn rất là đẹp ha. Nó sẽ có những cái layer, ví dụ như những cái layer gợn sóng ở đây nè, các bạn thấy nè, những cái layer như này nó tạo cho chúng ta nhìn vào cái đôi này, các bạn sẽ thấy là cái gì đó nó rất là mềm mại, rất là thoải mái. Rồi thêm một nữa là đây là dép đúc nên là nó sẽ nguyên khối, và các bạn hãy nhìn phía dưới nè, đó, cái phần này nó cũng sẽ có những cái rãnh rãnh như thế này nè, để nó bám sàn tốt hơn ha. Rồi có ở giữa là có những cái lỗ thoát vào trong sâu như thế này nè, đó các bạn, đây nè, thì khi các bạn đi các bạn dồn nén những cái lực các bạn á, thì nó cũng sẽ có một độ đàn hồi, nó không có làm cho các bạn bị cứng chân hoặc bị đau chân. Bên trong thì nó sẽ làm theo dạng là kiểu những cái nhám nhám như nè, những cái kiểu không có phải là bằng phẳng, để các bạn chân các bạn bỏ trong này các bạn nó sẽ bám chân lại tốt hơn, thay vì nếu làm bằng phẳng trong thì các bạn đi các bạn dễ bị trơn trượt do một con chân. Rồi một phần nữa, khi mà mình luôn lưu ý các bạn khi nói về cái đôi này, khi mà mình lên đồ á thì các bạn có thể mặc với quần dài nè, quần short cũng được nè, khá là dễ, đôi này nó dễ lên đồ lắm. Mặc chế độ đơn giản thôi, hiện tại thì những người nổi tiếng celeb đồ họ cũng mang rất là nhiều, và hầu như là thị trường Yeezy mấy nay đang đuối, và nhờ khi mà đôi này ra mắt á, nó ra nhiều phối màu khác nhau và đôi này nó cứu được Yeezy rất là nhiều, và thời gian gần đây thì người ta cũng chỉ thích những cái mẫu như thế này thôi. Nó khá là tiện lợi, giá thành thì cũng vừa, các bạn mang cũng sẽ rất là đẹp. Do chất liệu bột farm nên là mình thấy là nó mềm lắm. Cái độ dày ở phần đế á thì mình canh nó khoảng tầm một lóng tay, thì có nghĩa là nó khoảng 3-4 cm, thì cái độ dày này thì mình chấp nhận được, nó cũng khá là vừa, nó không cao nhưng mà cũng không thấp, nó hơn cái đế của mấy đôi Jordan một chút xíu, vậy là vừa rồi ha. Rồi nói về độ co giãn thì đôi này nó sẽ có một cái độ co giãn và đàn hồi rất là tốt, nên độ bền của nó như vậy cũng sẽ được kéo giãn theo đó. Các bạn có thể làm cái gì đó thoải mái, đi cong dẻo uốn lượn mọi thứ. Và lưu ý là đôi này thì chất liệu nó là bột farm, nên các bạn đừng để những cái vật nhọn quá kéo vào thì nó dễ bị làm xước vào.
chày thì nó sẽ mất đi cái độ đẹp và độ láng của nó. Đừng dùng kéo để cắt ha. Đó là một trong những lưu ý, nên là tránh vòng tay của trẻ em ra, bởi vì nó dùng những thứ bén nó sẽ dễ làm đứt. Nó cũng giống như là một cái tảng farm vậy đó, các bạn sẽ thoải mái. Nhưng mà những cái vật nhọn á, ví dụ như dao kéo hoặc là những cái ghim gạch giấy rồi đó, những cái loại dao như thế á, khi mà khứa vào á, rất dễ đứt ha. Nên mà khi các bạn mang á, các bạn cứ xỏ vào các bạn mang thôi, không cần phải quá là sợ sệt và cũng như là giữ giày giữ dép gì kỹ lắm. Tại vì đôi này nó phục vụ các bạn trong công việc hàng ngày và thời trang, cũng như nếu mà bạn đi làm á, thì các bạn mua những cái phối màu đen á, ví dụ như một carbon này hiện tại giá cũng đang khá là thấp, các bạn mua các bạn đi làm là tuyệt vời luôn. Thêm một đôi vớ đen nữa là rất là tuyệt vời, đi học cũng vậy, mang đôi này đi học thêm đôi vớ đen nữa thì tuyệt vời. Và rồi thì cuối cùng mình cũng xin nhắn lại là đây là một trong những phối màu mới, hiện tại mình đang có phối màu này và phối màu carbon là cái màu đen á, thì đang có ở giày của Nara với mức giá tầm chưa tới 4 triệu nữa. Thì nó tùy size ha, có size nó lớn quá thì nó lệch vài trăm thì các bạn cũng thông cảm, bởi vì nó khá là hiếm rồi nên là các bạn thông cảm giúp mình ha. Có đều có sẵn ở giày của Nara, và các bạn nào thích có thể nhắn vào fanpage, tụi mình có thể tư vấn cho các bạn về những gì slide, gì frontrunner, mọi thứ từ cách mặc, cách bảo quản, cách sử dụng và cách lên đồ. Nên là bạn nào cần thì cứ hãy nhắn vào inbox cho mình. Và đặc biệt hiện tại tụi mình đang có những chiếc áo core mới trong bộ sưu tập unit low như thế này. Thì các bạn thấy nè, cái form mình mặc nè nó khá là ok đúng không? Nhìn nó kiểu đầy đặn, giúp cho mình che nhiều khuyết điểm trên cơ thể, và nó giúp cho mình nhìn kiểu đầy đặn hơn, đẹp hơn. Thì bạn nào thích những cái sản phẩm của core thì các bạn có thể nhắn cho mình luôn. Mức giá tụi mình cũng đang khá là ok, nên các bạn nào thích thì có thể nhắn để lấy ha. Cũng như năm ngoái, năm kia mua không đủ để bán luôn á, và khi mà nó hết hàng giá lên cao thì rất là uổng ha. Trong năm nay thì có áo và áo tay dài, nên là các bạn nào thích thì có thể inbox nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Và đừng quên, mình luôn có một fanpage cũng như Instagram đây, các bạn có thể vào để theo dõi nhiều hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.